Sáng mùng 6 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng sự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương. Trong tháng 4, mặc dù chịu tác động của cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên với tinh thần chủ động thích ứng an toàn linh hoạt, thực hiện hiệu quả các quy định của Trung ương Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh, kịp thời động viên các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh yên tâm sản xuất kinh doanh. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện có hiệu quả, nhanh chóng hoàn thành tiêm vaccine mũi 3 cho toàn bộ người dân từ 12 tuổi trở lên, đủ điều kiện về sức khỏe, kinh tế xã hội dần phục hồi và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Cụ thể, trong tháng 4, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 8.258,5 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 30.525,7 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tháng 4 năm 2022 đạt 6.158 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 23.495 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Du lịch Ninh Bình tiếp tục phục hồi mạnh mẽ là một trong năm tỉnh có lượt du khách cao trên cả nước trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Trong tháng tổ chức thành công các lễ hội lớn, tuần lễ Cúc Phương Đại Ngạt và Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2022, một số sản phẩm du lịch mới được áp dụng thành công. Số lượt khách đến các điểm tham quan du lịch trong tháng đạt 357,9 nghìn lượt, tăng 54,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 1.018,1 nghìn lượt khách, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch 4 tháng đạt 593,7 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc cho rằng, các sở ngành địa phương đã đánh giá toàn diện khách quan những nhiệm vụ tồn tại trong quý 1 năm 2022 để đề ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Một số nội dung khó khăn vướng mắc đã tập trung khắc phục có kết quả tốt. Đồng chí nhấn mạnh trước tình hình giá trị sản xuất công nghiệp quý 1 thấp, tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp, nhờ đó trong tháng 4 có tăng trưởng tích cực, dịch vụ du lịch phục hồi mạnh mẽ do công tác chuẩn bị tốt. Phát huy vai trò của sở và các huyện thành phố đã chủ động kiên quyết thực hiện theo kế hoạch mạnh dạn mở cửa đón khách trong nước và quốc tế, chủ động sớm hơn so với toàn quốc. Đánh giá cao các hoạt động văn hóa diễn ra trong tháng 4 đã tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các huyện, thành phố nghiên cứu trong dịp lễ Tết lựa chọn một số sản phẩm truyền thống mang tính cộng đồng đặc trưng riêng để quảng bá cho địa phương, giao sở văn hóa và thể thao đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng. Về một số nhiệm vụ trong tâm phát triển kinh tế xã hội tháng 5 năm 2022, đồng chí nhấn mạnh tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất công nghiệp, đôn đốc các dự án đã được chấp thuận đầu tư trên tinh thần gia hạn gắn với cam kết nhà đầu tư về thời gian thực hiện dự án cần tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh Ninh Bình, điều chỉnh chung xây dựng thành phố Ninh Bình sớm hoàn thiện quy hoạch vùng nho quan, về chuyển đổi số cần thống nhất quan điểm là tập trung phục vụ người dân và doanh nghiệp là chính chứ không phải để tập trung số hóa tài liệu giao trung tâm hành chính công tỉnh thành lập tổ kiểm tra đột xuất hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện và xã trong việc sử dụng máy móc hỗ trợ hiệu quả thái độ phục vụ nhân dân các sở thành phố quan tâm giả soát khắc phục những sai phạm trong tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ đồng thời triển khai thi tuyển công chức đảm bảo nghiêm túc công khai minh bạch lựa chọn đúng người được đào tạo chính quy đạo đức phẩm chất tốt để phục vụ nền hành chính công về xây dựng nông thôn mới đề nghị xem xét phân bổ nguồn lực nghiên cứu ban hành quy định tạm thời về tiêu chí nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu để có cơ sở cho các địa phương phấn đấu đồng chí cũng đề nghị các huyện thành phố tăng cường quản lý nhà nước về dịch vụ quảng cáo đảm bảo hành lang an toàn giao thông và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa ở khu dân cư